Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái từ chỉ các bộ phận của xe ô tô. Thì đối với những bạn nào mà đang ở nước ngoài á thì qua bài này các bạn cũng có thể chuẩn bị để học lái xe ô tô. Tại vì khi mà các bạn học lái á, người dạy lái xe, người ta thường sử dụng những cái từ chỉ các bộ phận của xe ô tô thì các bạn cũng nên biết nha. Và bài này nó cũng sẽ hữu ích cho các bạn nếu mà các bạn muốn đi mua xe hoặc là sửa xe hoặc là nói chuyện các vấn đề liên quan đến xe. Rồi, bây giờ chúng ta vào bài nha. Đầu tiên, cái chữ xe hơi, chúng ta nói là car. Các bạn nói car, kéo dài cái chữ A ra. Nếu mà các bạn muốn câm lưỡi, thì các bạn nói là car. Các bạn không có đọc giống như tiếng Việt là khờ mà các bạn nói là c car c car nó sẽ lai giữa cái chữ khờ và cờ nó sẽ ra là c car nếu mà các bạn muốn công lưỡi lên nói cho nó hay á thì các bạn nói là car bây giờ thì cái chữ a nó sẽ thành o car. Xong rồi, cong lưỡi lên. Car. Car. Nếu mà các bạn thấy khó, thì các bạn hãy đọc là car. Vẫn trúng 100% nha. Car. Car. Rồi, chiếc xe hơi chúng ta cũng có một cái từ khác nữa đó là automobile o -t a t m -a b -il. các bạn đọc cái chữ biểu nó tương tự với lại cái chữ b o nhưng mà cái chữ o các bạn nói rất là nhẹ thôi biểu biểu a t biểu automobile. automobile các bạn lưu ý thêm là cái chữ t nếu mà các bạn đọc theo giọng mỹ thì nó sẽ ra là the order khi mà các bạn đọc the thay vì t thì các bạn nói là order nhanh không phải là order mà là order automobile, 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 automobile. Nếu mà các bạn không nói được automobile, thì các bạn hãy nói là automobile. Đó là cái cách dễ nhất, an toàn nhất và trúng một phần trăm. Cho nên bạn nào không có đọc được automobile thì các bạn hãy đọc là automobile automobile rồi tiếp theo đây là một cái loại xe có bốn chỗ thấp và chở được khoảng chừng bốn năm người các bạn nói là sedan sedan cái chữ den các bạn kéo dài ra nha sedan không phải là xì đen mà là xì đen nó tương tự giống như là cái chữ đen xì á thì các bạn đọc ngược lại là xì đen các bạn có thể thấy ô cái chữ này sao nó lạ dữ vậy nhưng mà thực ra cái chữ này nó rất là phổ biến nha khi mà các bạn đi chọn xe đó vào người ta hỏi bạn á, là bạn muốn tìm cái loại xe gì thì các bạn có thể nói là ờ tôi đang tìm cái loại xe này. Các bạn nói là sedan, không phải là xì đen, mà là sedan. Mình thấy có nhiều bạn đọc là sedan. Nghe nó cũng hay hay đó, nhưng mà nó không có đúng nha. Rồi bây giờ chúng ta đến cái loại xe tiếp theo là cái loại xe có 4 hoặc là 5 chỗ ngồi. Có 5 cửa, cái cửa sau thì chúng ta không có leo lên được nha. Thường thì người ta sẽ sử dụng cửa sau để để hành lý và cái cửa sau các bạn lưu ý là nó sẽ thông với lại cái hàng ghế sau còn cái loại xe sedan là ở đằng sau chúng ta gọi là cái cốp chứ không phải là cái cửa nha thì các bạn nhìn cái hình này để các bạn dễ hình dung nha thì cái loại này chúng ta đọc là hatchback hatchback các bạn đọc là hết Xong rồi ch Hết Xong rồi bạc Hết ch Bạc Hết h, Bạc Hết Bạc Hết Bạc Bạc rồi, đến cái loại xe tiếp theo, cái loại xe có cái gầm cao hơn. Các bạn nói là SUV. SUV. SUV là cái chữ viết tắt của Sport Utility Vehicle. Sport. Các bạn đọc là Sport. Sport là thể thao. Utility, U T L I T, utility, vehicle, vehicle, sport, utility, vehicle, sport, utility, vehicle. Nhưng mà trong thực tế á thì người ta sẽ nói là SUV chứ người ta không có nói là sport utility vehicle. Nói vậy thì nó trúng nhưng mà nó dài quá cho nên người ta tránh nói cái chữ dài, người ta nói là SUV. Rồi, đến cái loại xe này là xe bán tải. Chữ này thì mình biết dịch ra tiếng Việt là xe bán tải ha. Cái chữ pickup có nghĩa là nhấc lên, nâng lên. Sau đó các bạn đọc là truck. Nhớ là có cái chữ K ở đằng sau cái chữ truck. Các bạn đọc lại là truck. Pick up 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 truck. Rồi tiếp theo khi mà các bạn học lái xe thì người ta có thể hỏi bạn là học xe số tự động hay là học xe số sàn. Hoặc là khi mà các bạn đi mua xe thì người ta cũng có thể hỏi bạn là muốn mua xe số tự động hay là muốn mua xe số sàn. Thường nếu mà các bạn học lái xe mà các bạn học xe số sàn á thì các bạn được phép lái xe số tự động sau khi các bạn có bằng lái. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ học xe số tự động thôi thì sau khi các bạn có bằng lái thì các bạn không được lấy xe số sàn nha. Rồi xe số tự động các bạn nói là Automatic Transmission. Automatic. Automatic. Transmission. Transmission. Trend. Xong rồi, xịn cái. Trends. Mission, transmission. Automatic, transmission. Nhưng mà cái chữ đó thì nó dài quá, cho nên thông thường người ta chỉ nói là AT, AT là được rồi nha. Rồi, xe số sàn là Manual Transmission. Manual. Manual 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 transmission. Thông thường cái chữ manual có nghĩa là cái gì mà làm bằng tay á thì đều là manual. Nhưng mà thông thường người ta cũng sử dụng cái chữ MT để viết tắt cho cái chữ manual transmission. Thì các bạn nên nói là MT là được rồi nha. Rồi, đến cái vô lăng của xe. Các bạn nói là steering wheel. Steering. Mình thấy nhiều bạn đọc là steering là không có đúng nha. Phải đọc là steering. Xong rồi, wheel. Wheel. Nhưng mà cái chữ O các bạn nói rất là nhẹ thôi. Steering wheel. Steering wheel. Các bạn lưu ý thêm một điều nữa. Cái chữ wheel. Cũng có nghĩa là cái mâm xe. Thì ở đây, cái chữ wheel. Nó có rất là nhiều nghĩa nha. Cái gì mà tròn tròn mà quay được. Thì người ta gọi nó là wheel. Mình đọc lại nha. Steering wheel steering wheel steering wheel steering wheel cái ghế ngồi các bạn nói là seat không phải là seat mà là seat các bạn nói c kéo dài ra xong rồi seat seat Các bạn lưu ý thêm một điều nữa là s chứ không phải là s không phải là sheet mà là seat Ghế trước là front seat Cái chữ đằng trước là front Các bạn phờ ra front Ph Front Front Lưu ý là kéo dài cái chữ run không phải là run mà là run Xong rồi t. Front Seat Front Seat Khi mà các bạn nói cái chữ front một mình thì nó có cái chữ t ở đằng sau. Khi mà các bạn ghép lại với cái chữ seat thì các bạn hãy bỏ cái chữ t ở đằng sau đi nha. Các bạn nói là front seat không phải là front seat. Như vậy thì nó sẽ không có nghe tự nhiên. Mình đọc lại nha. Front seat front seat ghế sau thì các bạn nói là rear seat giống như là rear r e rear rear seat rear seat ghế sau các bạn cũng có thể nói là back seat cũng được nhưng mà ở đây thông thường người ta sẽ nói là rear seat rear seat dây an toàn là seat belt seat belt các bạn lưu ý là seat belt không phải là seat belt thì không đúng nha cái chữ belt còn có nghĩa là cái dây nịt nữa thì trong trường hợp này cái dây nịt cho cái ghế thì các bạn nói là seat belt cái chữ belt Các bạn đọc là belt belt seat belt mình đọc lại nha seat belt seat belt rồi tiếp theo cái kính chiếu hậu rear view mirror cái kính là mía r mirror các bạn lưu ý cái chữ r các bạn không có ngậm miệng lại không phải là mirror mà là mirror mirror không phải là mirror nha mirror mình đọc lại nguyên chữ nha review mirror rear view mirror Cái đó là cái kính chiếu hậu ở trong xe, còn kính chiếu hậu mà ở ngoài xe thì chúng ta nói là side mirror side có nghĩa là bên ngoài, side có nghĩa là bên hông side mirror side mirror side mirror. Các bạn lưu ý nha. Nếu mà các bạn đọc từng chữ thì cái chữ side các bạn có cái chữ the ở đằng sau đó. Side. Nhưng mà khi các bạn ghép lại, các bạn nói trong một câu á, thì để cho tự nhiên, các bạn không cần nói cái chữ the. Các bạn chỉ cần nói là side mirror, side mirror. Chúng ta có thêm cái chữ nữa là wing mirror. Wing là cái cánh. Ở trong KFC người ta có cái món là hot wing là cánh gà nóng, cánh gà chiên nóng á. Thì ở đây cái cánh là wing. Wing xong rồi g. Các bạn đừng có nói g mạnh quá nha. Wing. Wing vậy là được rồi. Wing mirror, wing mirror cũng tương tự. Nếu mà các bạn nói hai cái chữ này liền với nhau, thì các bạn đừng có nói wing mirror thì nó không có còn tự nhiên nữa. Các bạn chỉ cần nói là wing mirror, wing mirror vậy là được rồi nha. Cái phanh xe, cái thắng xe, các bạn đọc là brake, bờ ray. Không phải là break là sai. Phải đọc là break. Các bạn ngậm miệng lại và nói ray. R A ray luôn nha. Bray. Bray. Xong rồi. K. Break. 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 Nhớ là có cái chữ K ở đằng sau nha. Break. Rồi cái đó là cái thắng, cái phanh. Còn cái bàn đạp thắng là brake pedal. Các bạn nói là pedal là cái bàn đạp. Cái bàn đạp nói chung là pe -do. pedal, pedal, break. pedal, brake, pedal. Brake pedal. Cái đó là cái thắng chân nha. Rồi đến cái thắng tay là hand brake. Hand brake. Hand b ray hand là cái tay các bạn đọc là hand 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 Brake. Handbrake. Bỏ cái chữ R nếu mà các bạn nói nhanh nha. Handbrake. Handbrake. Không phải là handbrake nữa nha. Mà là handbrake. Handbrake. Rồi, cái chữ thắng tay nó có thêm một chữ nữa là parking break parking nếu mà các bạn không nói được parking thì các bạn hãy nói là parking parking break parking break còn nếu bạn nào muốn cong lưỡi á thì các bạn nói là parking nó hơi o o cái miệng chút parking break ở đây thì mình khuyến khích các bạn nói là parking break, parking break. Rồi bây giờ chúng ta có cái chữ là cái chân ga, gas, pedal, gas, gas, pedal, gas, pedal. Gas, pedal. Cái chữ gas, các bạn nói là g, Ga. ga xong rồi xì ra gas pedal gas pedal không phải là ga mà là g ga, ga ga gas pedal gas pedal cái chữ chân ga trong tiếng anh nó có thêm một cái chữ nữa là accelerator a xé -e lơ Accelerator. Accelerator. accelerator 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 nếu mà các bạn muốn đọc theo giọng Mỹ á thì các bạn nói là accelerator accelerator nhưng mà ở đây các bạn nên nói là Accelerator Cho nó dễ nha Accelerator Rồi cái chân con Là Clutch Các bạn k. Xong rồi Lut Xong rồi ch. Clutch Clutch Lut Clutch 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 rồi cái cần sang số gear stick gear gear stick gear stick cái chữ stick đó là một cái thanh gì đó. Cái que, cái gậy. Các bạn đọc là stick. S stick. Stick. Gear stick. Hoặc là cái chữ gear lever. Gear lever. Lý Gear lever. Thì nó cũng tương tự với lại cái chữ gear stick. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái chữ gear shift. Gear shift. 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 Các bạn có thể nói là gear stick hoặc là gear lever hoặc là gear shift. Nhưng mà thông thường người ta chỉ nói là gear là đủ rồi nha. Khi mà người ta kêu các bạn vào số 1 thì người ta sẽ nói là first gear. First gear là số 1. Số 2 là second gear. Second gear. Số 3 là third gear. Third gear số 4 fourth gear fourth gear rồi khi mà người ta kêu các bạn vào số 5 người ta có thể nói là fifth gear cái chữ fifth hơi khó nha các bạn nói là fifth sau đó các bạn fifth thì mấy cái số thứ tự mình sẽ làm một cái bài để hướng dẫn cho các bạn sau nha rồi đến cái kính chắn gió là windshield wind có nghĩa là gió shield là chắn lại các bạn đọc là shield xong rồi the shield windshield 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 wing shield. Wing shield. Các bạn lưu ý là shield, không phải là shield, windshield. Rồi, đến cái cây gạt nước là wiper. Ở đây có hai cây, cho nên chúng ta thêm S vào. Thì chúng ta đọc là wipers. 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 Đèn xe là headlights. Head là cái đầu. Light là cái đèn. Headlight. Nếu mà có hai cái thì các bạn thêm s vào. Headlights. Rồi đến cái đèn sương mù là cái đèn xịt ở dưới á là fog lights cái chữ fog có nghĩa là sương mù các bạn đọc for kéo dài ra xong rồi g fog lights fog lights fog lights Bánh xe là tire. 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 Khi mà các bạn nói nhanh á, thì tire. Các bạn đọc giống như là tire. Tire. Nếu mà các bạn nói cái bánh xe xẹp á, thì là flat tire flat là bằng phẳng flat for flat. flat tire flat tire là bánh xe xẹp ha Rồi đến cái mâm xe là wheel Hồi nãy mình nói rồi đó we o cái chữ o nói rất là nhẹ thôi wheel will. Rồi, đèn xi nhan là turn signal. Turn có nghĩa là quẹo. Turn. Turn. Nếu mà các bạn đọc theo giọng Mỹ á, là turn. Ở đây, bạn nào không đọc được thì hãy đọc là turn là được rồi nha signal sick sick không phải là sick mà là sick xong rồi no signal turn signal turn signal là đèn xi nhan nhưng mà thông thường thì người ta chỉ sử dụng cái chữ signal là đủ rồi nha Tiếp theo, chúng ta có cái chữ kèn xe. Horn. Horn. Bạn nào không công lưỡi được, thì các bạn hãy nói là horn. On on. Horn. Là được rồi nha. Không cần công lưỡi. Horn. Nhớ kéo dài ra nha. Không phải là horn mà là hon. Rồi, cái bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếng Anh tiếp theo nha.